làm với giáo thì mà cái có nhiều tiền mấy triệu mỗi tội nó bao nhiêu hơi thiếu tự nhiên cái bạn hoa dày quá nghệ thuật con muốn cả hơn trăm cây mình cái này là bao nhiêu chấm là nhiêu rồi là này nhất quá bây giờ mới nào nuôi ra hai bao nhiêu nước ở chỗ nghĩa địa đấy thế thì hôm nay đã giờ mất đi giờ lại để lại thì khoảng trăm năm cây nữa là đời cái này cao nhất thì lại nhất đi sau cũng chưa phải xong mà bắt đầu từ đến bước này rồi đi được nhiều cũng hỗ trợ quay quay phim nó cũng dài nó là cái răng này nó kìa vấn đề tức là cái độ rõ nét đấy cái độ nét cái đi lấy trong xanh nhá khu phố của anh Diệp là bây giờ thằng bé hay là thằng lớn thằng lớn thì ra trường rồi đi làm thằng bé không có to ngay học lớp dạ không có to thằng lớn gì thằng lớn rõ gì ở đâu rồi à thế ra làm rồi đấy làm thì phải gửi vào chỗ công ty nghỉ nhà luôn. Có cậu làm đám cưới của mấy con của tổng thư ký nào đấy. Đặc biệt thế là gọi là độ phân giả. Thấy phải độ phân giả. Bên đây to 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 to. Cái này trước hồi mới sang là đắt. Bây giờ nó rẻ đi ký. Này thì là không máy thì thôi, máy thì cái này vẫn là coi như 8 triệu 8 đấy. Trước là đắt, trước 10 mấy triệu. Mấy triệu, 8 triệu 8. Trước 10 mấy triệu. Cái này đĩa là phải sang đĩa. Bởi vì cậu Ấn làm chỉ huy trưởng công trình. Nhưng mà cái này nếu sang đĩa thì phải gãy à? Lúc đầu là kêu cha kêu mẹ vào vi tính. Cái này nó có cái tiện là làm với giáo thì mấy triệu mỗi tội nó bao nhiêu hơi thiếu tự nhiên thì các bạn hoa dày quá nghệ thuật con muốn cả hơn trăm cây cái này là bao nhiêu chấm là nhiêu rồi là như này nhất thì bây giờ mới nào nuôi ra hai bao nhiêu ở chỗ nghĩa địa đấy thế thì hôm nay giờ mất đi giờ lại để lại thì khoảng trăm năm cái nữa là đời ngày cho thời cao nhất thì lại nhất đi sau cũng chưa phải xong mà bắt đầu từ đến bước này rồi đi được nhiều hỗ trợ quay quay phim nó cũng dài nó là cái răng này nó kìa.